Và đây là âm ly Sony thuộc dàn HT DDWK790. Còn cái model của cái âm ly này là STRK790. Kiểu dáng rất đẹp, công suất lại lớn nữa. Công suất phát ra của cái âm ly này là 800W các bạn, 800W lận nha. Có nghĩa là mỗi loa, 5 loa con, mỗi loa là 133W. Còn cái sub, sub này là chơi sub hơi, là 135W. Thiết kế sang trọng và tối giản, đúc nguồn, rồi ngõ, line, phone, dimmer, chế độ ngủ, chế độ 2 kênh, music và AFD. Đó. Ở cái chế độ AFD này là chế độ hát đầy đủ, Dolby chứ, hát đầy đủ các kênh. Đó, nhiều chế độ, nhiều chế độ phát nhạc, nhiều chế độ âm thanh là dành cho movie, là siêu xem phim và music, là nghe nhạc. Hai kênh thôi, stem, hai loa front và cái sub đánh thôi. Rồi cái nút volume rất to ha, chọn ngõ vào, input selector, FM video 1, video 2, rồi ngõ gì đó, TV, optical, vân vân, nhiều lắm. Hiển thị optical đó. À, đây là phía sau. Phía sau đây. Phía sau cũng khá là tối giản. Đây là hàng xuất cho thị trường Mỹ và Canada, cho nên là xài điện là 120V. Đây là loa front và center. Hai loa front và center. Rồi hai loa surround và cái sub hơi. Và kháng trở nó chơi là từ 6 cho tới 16 ohm. 6 cho tới 16 ohm. Đây là các ngõ vào. TV audio, rồi sat, rồi optical, coaxial, FM, AM, v.v. Và cái âm ly nặng gần 10kg. Mình không rõ chính xác bao nhiêu, tại nhà không có cân, nhưng mà mình dự đoán là khoảng, mình đoán là khoảng gần 10kg. Còn nguyên bản luôn.